Xin chào các bạn, mình là Hoàng Anh. Chúng ta lại gặp nhau rồi ạ. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bài 16 trong giáo trình Minano Nihongo hôm 1 các bạn nhé. Thì trong bài 16 ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng tiết thể T để đặt câu được chưa ạ? Các bạn có nhớ thể T không ạ? Thì từ trước đến nay khi mà chúng ta muốn nói chẳng hạn như hai hành động thì mình đều phải dùng hai câu đơn lẻ đúng không ạ? Ví dụ như là hôm qua tôi ăn cơm, sau đó thì tôi đi ngủ chẳng hạn. Thì mình tách ra làm hai câu đúng không? Một câu là ăn cơm, sau đó là một câu đi ngủ. Vậy thì khi mà chúng ta muốn nối hai cái động từ đó, hai cái hành động đó vào thành một câu thì mình phải làm thế nào? Thì trong bài 16 ngày hôm nay chúng ta sẽ học cách để nối nhiều động từ lại với nhau thành một câu các bạn nhé. Để nối nhiều động từ với nhau thành một câu như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng động từ ở thể T được chưa ạ? Mình cứ nối các động từ ở thể T lại với nhau thôi. Lưu ý giúp mình là động từ cuối cùng thì mình sẽ chia theo thời thể của câu. Có nghĩa là chẳng hạn như có 3 hành động thì 2 hành động sẽ ở thể T và 1 hành động cuối cùng thì mình sẽ để ở thể thông thường, tức là thể mas hoặc là masta hoặc là masen gì đó như chúng ta vẫn học. Ví dụ nhé, ngày hôm qua tôi học tiếng Nhật, sau đó thì tôi xem TV. Ngày hôm qua tôi học tiếng Nhật và xem TV được chưa ạ? Thì mình có thể dùng một động từ ở thể T thôi, sẽ là động từ học tiếng Nhật, động từ ben kyoshimas, mình sẽ ở thể T. Còn động từ xem TV thì mình sẽ để ở quá khứ bình thường, bởi vì hành động của mình là hành động hôm qua đúng không nhỉ? Thì câu đấy mình có thể nói là Kino nihongo o benkyou shite terebi o mimashita. Kino nihongo o benkyou shite terebi o mimashita. Lưu ý giúp mình là trong cái mẫu câu này, mẫu câu nối các động từ này lại với nhau thì mình tuy là có bị ảnh hưởng về trật tự thời gian của hành động, thường là hành động nào xảy ra trước mình sẽ nói trước, nhưng mà nó không quá đặt nặng về trình tự thời gian các bạn nhé. Có thể là mình nói động từ này xong rồi mình quên mất, mình lộn lại nói cái động từ xảy ra trước đó cũng không sao được chứ ạ. Chỉ đơn giản đó là cấu trúc TT này của chúng ta chỉ đơn giản là nối các động từ lại để ghép các động từ lại với nhau thành một câu thay vì phân chia ra làm hai câu thôi. Ví dụ tiếp theo, ngày chủ nhật thì tôi thường là thức dậy vào lúc 9 giờ này, sau đó đi dạo và sau đó thì đi cà phê chẳng hạn. Bởi vì là nối ba động từ với nhau đúng không nhỉ? Nên hai động từ mình sẽ để ở thể T, còn cái động từ đi cà phê ấy, mình sẽ để thể mas bình thường bởi vì đang nói về thói quen của mình vào ngày chủ nhật mà. Thì câu đấy mình có thể nói là gì ạ? Nichiyobi wa kuji ni okite sanpo shite kohi o nomimasu. Nichiyobi wa kuji ni okite sanpo shite kohi o nomimasu. Hãy tiếp theo một câu nữa nhé. Ngày mai tôi sẽ đi Tokyo và gặp anh Mira. Ngày mai tôi sẽ đi Tokyo và gặp anh Mira. Thì cái hành động đi Tokyo mình sẽ để ở thể T sẽ là Ashita Tokyo e itte Mira-san ni aimasu. Ashita Tokyo e itte Mira-san ni aimasu. Hay いいですか? Vừa nãy mình có nói với các bạn đó là cái mẫu câu nối thể T này của chúng ta thì nó không quá chú trọng đến trình tự thời gian đúng không nhỉ? Vậy thì khi mà mình muốn nói rằng là nhấn mạnh của cái trình tự thời gian thì mình làm thế nào? Lúc đấy mình sẽ dùng mẫu câu sau đây các bạn nhé. Cũng không quá khác biệt so với mẫu câu thứ nhất đâu. Ở mẫu câu này mình chỉ cần thêm kara vào đằng sau cái T thôi, gọi là mẫu câu VT kara. Nghĩa là sau khi làm gì thì mình làm gì. Ví dụ V1 T kara V2 thì sẽ là sau khi V1 thì mình V2. Ví dụ nhé, hôm qua sau khi xem TV xong thì tôi đi ngủ. Hôm qua sau khi xem TV thì tôi đi ngủ. Lúc đấy mình có thể nói là gì các bạn? Kino terebi o mite kara nemashita. Kino terebi o mite kara nemashita. Hay là ngày mai sau khi đọc sách ở thư viện xong tôi sẽ đi về. Ngày mai sau khi đọc sách ở thư viện xong tôi sẽ đi về. Lúc đấy mình có thể nói là gì ạ? Ashita toshokan de hon o yonde kara kaerimasu. Ashita toshokan de hon o yonde kara kaerimasu. Cũng tương tự như mẫu câu 1 vừa rồi thì cái mẫu câu VT kara đấy mình chỉ chia VT kara ở động từ thứ nhất thôi các bạn nhé. Đến động từ thứ hai mình sẽ chia ở thể mas hoặc là masta theo đúng thời thể của câu như bình thường được chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau lên siêu luyện tập một chút các bạn nhé. Câu đầu tiên, sau khi trở về nhà thì tôi ăn cơm. Sau khi trở về nhà thì tôi ăn cơm. Nếu như đây là một hành động thường xuyên thì mình để động từ ở thể gì các bạn? Thể mas ですね. Còn nếu như đang kể lại thì mình sẽ chia về masta. Bây giờ chúng ta coi đó như một thói quen nhé. Mình sẽ dùng thể mas để nói. Sau khi trở về nhà thì tôi ăn cơm. Nói thế nào ạ? Uchi e kaette kara gohan o tabemasu. Uchi e kaette kara gohan o tabemasu. Hay là câu thứ hai,
Sau khi về Việt Nam thì tôi sẽ làm việc tại công ty của Nhật. Sau khi về Việt Nam thì tôi sẽ làm việc tại một công ty của Nhật. Sau khi đúng không nhỉ? Mối quan hệ thời gian rất là chặt chẽ đúng không? Vậy mình sẽ dùng cấu trúc này, cấu trúc VTKR để nói. Câu đấy sẽ nói như nào các bạn? Ve tô nam e kaette kara Nihon no kaisha de hatarakimasu. Ve tô nam e kaette kara Nihon no kaisha de hatarakimasu. Hoặc nếu mình có thể dùng thể ý chí tức là muốn đúng không nhỉ? Muốn làm gì? Ve mas bỏ mas thêm tai đúng không ạ? Để nói câu đó sẽ là tôi muốn là sau khi về nước sẽ làm việc ở công ty của Nhật. Thì mình sẽ biến đổi một chút đi ở đuôi nhé. Sẽ là Ve tô nam e kaette kara Nihon no kaisha de hatarakitai desu. Thì mình có thể dùng rất là nhiều các mẫu câu khác kết hợp với nhau, biến đổi một chút là động từ cuối cùng của câu thôi được chưa? Bây giờ một mẫu câu tiếp theo, mình cho các bạn câu tiếng Việt xem các bạn nói sang câu này sang câu tiếng Nhật như thế nào cho mình nhé. Mắt bạn làm rất là to. Bạn làm mắt rất là to. Thì câu này như bình thường mình sẽ dùng trợ từ no đúng không nhỉ? Lan san no me wa oki desu đúng không? Lan san no me wa oki desu. Thế nhưng mà câu đấy khi mà các bạn nói ra người Nhật vẫn hiểu. Thế nhưng mà nó không được Nhật cho lắm. Vậy thì muốn mà nói theo kiểu Nhật hơn một chút thì mình nói như thế nào? Lúc đấy chủ ngữ không phải là bạn Lan to đúng không? Mà là cái mắt của bạn Lan to đúng không nhỉ? Thì cái mắt to thì mình sẽ nói là Me wa oki desu đúng không ạ? Thế nhưng mà mắt gì to? Mắt của ai to? Mắt của bạn Lan. Vậy thì trong câu đó mình sẽ lôi bạn Lan làm chủ ngữ nhá. Mà chủ ngữ thì sẽ đi với trợ từ wa đúng không các bạn? Và mắt lúc đó sẽ làm chủ ngữ giả thì mình sẽ đi với trợ từ ga. Và câu đó của chúng ta sẽ thành là Lan san wa me ga oki desu. Lan san wa me ga oki desu. Câu tiếp theo, tóc của bạn Teresa ngắn, bạn Teresa tóc ngắn được chưa? Thế lúc đấy mình nói là gì nhỉ? Teresa chan wa kami ga mizukai desu. Teresa chan wa kami ga mizukai desu. Hay là một câu tiếp theo hơi có từ mới một chút nhé. Từ cho mình cho từ các bạn từ mới đó là văn hóa. Văn hóa là sẽ là bưng cạn. Bưng cạn được chưa nhỉ? Bây giờ nói văn hóa Nhật rất là thú vị. Văn hóa của Nhật rất là thú vị. Thế lúc đấy mình sẽ nói là gì ạ? Nihon wa bunka ga omoshiroi desu. Nihon wa bunka ga omoshiroi desu. Hay là mình nói như bình thường đó là Nihon no bunka wa omoshiroi desu. Cũng được không sao. Mình có thể nói theo hai cách các bạn nhé. Tiếp theo sẽ là mẫu câu cuối cùng của bài 16 ngày hôm nay. Thì vừa nãy ở mẫu câu số 1 và mẫu câu số 2 đó là chúng ta học nối nhiều động từ lại với nhau thành một câu đúng không ạ? Thì mình động từ đó mình sẽ chia ở thể T đúng không nhỉ? Vậy thì trong trường hợp mà mình muốn nối tính từ hoặc là danh từ thì làm thế nào? Chẳng hạn như khi muốn nói về cùng một đặc điểm của một chủ ngữ ấy, thì nhiều đặc điểm của một chủ ngữ, lúc đấy chẳng nghĩ mình cứ nói từng câu ngắn hay sao? Thì lúc đấy mình sẽ dùng cấu trúc sau đây để nối lại thành một câu nói về đặc điểm tính chất của chủ ngữ thôi các bạn nhé. Khi mà muốn nói đặc điểm tính chất của một đối tượng nào đó thì mình sẽ dùng tính từ đúng không nhỉ? Mà tính từ thì có hai loại, thứ nhất là tính từ đuôi na, thứ hai là tính từ đuôi y đúng không nhỉ? Đầu tiên đối với tính từ đuôi y, nó cũng giống như thể t các bạn. Khi mà mình muốn nối các cái tính chất đó lại với nhau thì mình cũng sẽ dùng thể t để nối nhé. Vậy thì làm thế nào để từ một tính từ đuôi y mà sang thành một từ của thể t được? Rất đơn giản thôi, các bạn bỏ y đi thêm cư t vào giúp mình. Bỏ y thêm cư tệ. Ví dụ atsui thì bây giờ mình chuyển sang thể t sẽ gì nhỉ? Atsukute. Atsukute. Isogashi sẽ là isogashikute. Isogashikute. Hiền lành sẽ là gì ạ? Yasashi đúng không? Yasashi bây giờ chuyển thể t sẽ là gì nhỉ? Yasashikute. Yasashikute. Bây giờ áp dụng một cái đấy để nối một câu nhá. Ví dụ như là bé Teresa vừa hiền vừa dễ thương. Thì hiền là yasashi, dễ thương là kawaii. Lúc đấy mình sẽ nối một cái từ hiền ở dạng T đúng không nhỉ? Câu đấy sẽ là Teresa-chan wa yasashikute kawaii desu. Teresa-chan wa yasashikute kawaii desu. Đơn giản là mình sẽ để tính từ đằng trước ở thể T để nối lại hai tính từ lại với nhau thôi các bạn nhé. Nhưng mà không nhất thiết là lúc nào chúng ta cũng phải cứ phải nối tính từ đuôi y với tính từ đuôi y đâu. Mình có thể nối tính từ đuôi y với tính từ đuôi na cũng được không sao. Ví dụ bạn Lan vừa hiền vừa xinh. Bạn Lan vừa hiền vừa xinh. Lúc đấy hiền thì là yasashi đúng không nhỉ? Còn xinh thì là kire. Kire là tính từ đuôi na đúng không ạ? Nhưng mà không sao hết, mình có thể dùng cấu trúc đó để nối lại thì sẽ là Lan san wa yasashikute kire desu. Lan san wa yasashikute kire desu. Vậy thì thế trong trường hợp mà mình muốn đảo lại thì sao? Mình muốn nói là bạn Lan vừa xinh vừa hiền. Thì lúc đấy cái tính từ đuôi
Nakide đúng không nhỉ? Trong trường hợp đó mình sẽ bỏ đôi na đi và thêm d vào thôi nhé. Bỏ đôi na và thêm d vào sẽ là kide de. Kide de. Câu vừa nãy là lan sàng vừa xinh vừa hiền đúng không ạ? Thì mình có thể nói là lan sàng wa kide de yasashi desu. Lan sàng wa kide de yasashi desu. Thế còn trong trường hợp mà muốn nói tôi là sinh viên trường đại học Hà Nội, năm nay tôi 28 tuổi, thì lúc đấy sinh viên trường đại học Hà Nội là danh từ đúng không nhỉ? Và 28 thì mình cũng coi nó là danh từ đi. Thì trong trường hợp danh từ đó thì mình làm như thế nào? Các bạn có nhớ không ạ? Đã có lần mình nói với các bạn rồi, đó là tính từ đuôi na và danh từ trong tiếng Nhật thì có cách sử dụng gần giống nhau đúng không nhỉ? Vậy nên trong trường hợp khi mà cũng muốn nối các cái danh từ lại với nhau như vậy thì mình cũng thêm đệ vào thôi nhé. Trong trường hợp vừa rồi đúng không? Tôi là sinh viên của trường đại học Hà Nội và năm nay tôi 28 tuổi, thì mình có thể nói là 私はハノイ大学の学生で28歳です。私はハノイ大学の学生で28歳です。いいですか? Bây giờ chúng ta cùng nhau luyện tập một chút nhé. Quyển từ điển này thì rất là tốt mà lại còn thú vị nữa. Quyển từ điển này rất là tốt mà lại thú vị nữa. Thì mình sẽ nối tính từ tốt và thú vị lại với nhau đúng không các bạn? Mình nói là gì ạ? この辞書は良くて面白いです。この辞書は良くて面白いです。Chắc là sẽ có bạn hỏi tại sao mình lại dùng là よくて đúng không ạ? Thì tính từ tốt là いい đúng không nhỉ? いい hoặc là よい. Thì trong trường hợp này đặc biệt hơn, mình không nói là いくて mà mình nói là よくて các bạn nhé. よくて. この辞書は良くて面白いです。Câu tiếp theo, Hà Nội はどうですか? 皆さん、ハノイはどうですか? Các bạn ơi, Hà Nội thì như thế nào ạ? Hà Nội của chúng ta thì vừa đẹp lại vừa náo nhiệt đúng không nhỉ? Thì trong trường hợp đấy mình sẽ trả lời như nào ạ? Hà Nội wa kirei de nigiyaka desu. Hà Nội wa kirei de nigiyaka desu. Trên đây là những cái mẫu câu trong bài 16 của chúng ta. Các bạn có hiểu bài không ạ? Nếu như mà có thắc mắc hoặc chỗ nào chưa hiểu thì các bạn comment ở bên dưới cho chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.